Minh Thiện kính chào quý vị và các bạn đang xem bản tin dự báo thời tiết trên NTV. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện số 86, chỉ đạo các bộ ngành địa phương khẩn trương triển khai ứng phó bão số 3 năm 2024. Bão số 3 có tên quốc tế là Yagi, được đánh giá là cơn bão rất mạnh và nguy hiểm trên vùng biển phía bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Từ ngày 5 đến ngày 6 tháng 9, gió mạnh có thể lên tới cấp 14, giật cấp 17 ở vùng gần tâm bão. Sóng biển có thể cao từ 9 đến 11 mét, biển động dữ dội. Cùng với đó, các ổ mây dông mạnh có khả năng gây lốc xoáy và gió giật mạnh trên biển. Điều này rất nguy hiểm cho các tàu thuyền hoạt động trên khu vực này. Thậm chí sóng lớn còn có thể đánh chìm các tàu có trọng tải lớn. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến sáng ngày 6 tháng 9, bão duy trì ổn định theo hướng Tây với tốc độ khoảng 10 đến 15 cây số một giờ. Từ chiều 6 tháng 9, có hai kịch bản xảy ra đối với cơn bão số 3, và cả hai kịch bản này đều ảnh hưởng trực tiếp tới đất liền Việt Nam. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến của bão trong các bản tin tiếp theo. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Còn bây giờ là dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Thành phố Đà Lạt, huyện Lạc Dương và huyện Đam Rông. Trời nhiều mây, ngày có lúc nắng, tuy nhiên thời gian mưa nhiều, có nơi mưa kéo dài cả ngày và đêm. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3 và có lúc cấp 4. Mức nhiệt nơi đây quanh ngưỡng từ 16 đến 22 độ. Các huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Di Linh và Lâm Hà. Với nền nhiệt phổ biến từ 19 đến 27 độ, nắng mưa xen kẽ nên bà con lưu ý mang theo dù hay áo mưa khi ra ngoài. Khu vực này có độ ẩm từ 85 đến 90%. Ở thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm, người dân tiếp tục đề phòng gió mạnh trong mưa dông. Thời gian mưa chủ yếu về chiều và đêm, 19 đến 28 độ là nền nhiệt tại khu vực này. Còn ở phía tây nam của tỉnh, các huyện Đạ Oai, Đạ Tẻ và Cát Tiên. Ngày mai, nền nhiệt khá dễ chịu với mức nhiệt cao nhất trong ngày là 31 độ. Mưa nhiều khiến cho khu vực này duy trì độ ẩm khá cao, từ 85 đến 90%. Thưa quý vị và các bạn, từ nay đến ngày 6 tháng 9, tỉnh Lâm Đồng có khả năng có mưa vừa đến mưa to và dông, tập trung ở các khu vực phía nam và tây nam. Thời gian mưa chủ yếu vào chiều tối và đêm, có nơi lượng mưa xuyên suốt trong ngày. Tổng lượng mưa khu vực này phổ biến đạt từ 30 đến 60mm trong 24 giờ, có nơi đạt trên 80mm. Người dân cần chú ý mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, đô thị, vùng ven sông, sạt lở đất ở các khu vực có địa hình dốc nên địa chất yếu. Đề phòng mưa lớn kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể ảnh hưởng đến tính mạng con người, sản xuất nông nghiệp, gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa và các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Khép lại bản tin hôm nay là dự báo thời tiết các thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và nhiệt độ tại các thành phố trong cả nước. Cảm ơn quý vị và các bạn dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.